lên là lên ở trên đồi hay sao ấy. Sử mà ngày trước mà làm nhà ở cái chỗ này nhà cũ kia, bây giờ lại phải làm nhà mới tiếp. Thế rồi. Mất tiền công luôn. Mất tiền công luôn thật mà. Cả công còn không tính đấy. Tụi đi nè. Hơn một tuổi này nữa rồi. Xin chào quý vị thân mến, hiện tại thì em Dương cùng Bí Thư Già, anh em chúng cháu đang trên đường đi lên chỗ nhà của em Sử. Sáng nay thì em Sử cũng có gọi anh em chúng cháu là hôm nay thì em Sử tiến hành là dựng chuồng lên. Vì số tiền quỹ của vẫn còn dư ấy thì cũng hôm nọ thì cũng có trao đổi với gia đình là để mua vật nuôi cho gia đình nuôi phát triển kinh tế. Thì anh em chúng cháu cũng có báo với gia đình là gia đình chuẩn bị chuồng trại để còn tiến hành là mua vật nuôi rồi. Sáng thì Sử cũng có bảo là bây giờ không có tiền mua polo thì em Dương cũng có bảo Sử đi xuống dưới quán để mang polo lên và sẽ lấy tiền quỹ đấy trích ra để mà trả cho bên quán. Còn cụ thể chi tiêu như nào thì em Dương sẽ ghi phần đầu video ạ. Bây giờ thì em chúng cháu sẽ đi lên trên đấy xem là chuồng trại của gia đình nhà em Sử làm bên đâu của cô bác nhá. Nín thở nhá. Chính ra là ở đây cũng mưa nhiều nhưng mà đường nó bây giờ cũng khô hẳn rồi, đi chạy đi tạm nhiều. Thầy Nguyễn Hữu Phúc thầy còn đi được đường này mà ta. Lái xe thôi ấy, là mình cho thầy đi bộ lại đường này lên thì tội quá, rồi cho thầy lái xe. Xe không lên nổi rồi. Sự là con đường đây thì bà con cũng phát qua rồi nhưng mà do thời gian mưa lâu ngày quá, thế là trôi hết đất bùn đi rồi cô bác ạ. Đó, và nổ ra là những cái đá nhỏ này xong rất là khó đi cô bác. Như em Xính có một câu nói là không biết đời nào thì đường dân sinh mới đến tất cả các nhà cũng như là khu dân cư được cô bác. Nó bởi vì bà con là toàn là thi nhau chạy lên núi thôi chứ không thi nhau chạy xuống gần đường quốc lộ đó, bởi vì nương đến đâu là bà con đi theo đó để gần nương ngô, không phải vát điệu xa ấy cô bác. Uầy, mưa một cái đường này đi sạch hẳn luôn này. Đấy. Lại đến cái chỗ đoạn đường đá này. Có gan thì ngồi đằng sau, không có gan thì ngồi nhảy xuống nhá. Gan đi tiếp. Ngày đi chậm này ngã cũng không sợ. Hôm nào cũng có bảo Sử là sửa cái đường đi xuống nhà rồi, không biết Sử làm chưa. Đường này bộ kia. Ừ. Hôm nào thầy Nguyễn Hữu Phúc thầy nó rất trượt ngã. Cái đoạn đường xuống bởi vì xuống kia dốc quá nên thêm sỏi nhiều ấy. Cái kia thầy cũng có nói là sửa làm đường bật đấy. Đúng rồi. Đường bật để bước qua con đường. Để con la đi la lại. Này thì là thủy điện. Thử đi xuống dốc mà không cần đi bộ không? Hả? Mai. Lăn. Ủa, đấy vẫn tròn này. Vẫn chưa. Cái này là đạn vùng. Đạn nó bằng trúng ấy. Hay là nước nó vẫn đọng lại vẫn trơn. Căn bản là vẫn đi được. Hơi trơn. Yeah. Cái này tối thì không, mình không lan nhưng mà đường nó cứ bảo mình la đi qua sông thôi đấy. Ai vô xong rồi á, đang xong rồi đấy.
sáng là em thử em ấy cũng có vội làm. Với cả anh em chúng cháu là có bận việc đi ra chỗ khác nên là cũng không tiện vào đây để hỗ trợ gia đình cũng như là quay phim ghi hình về gia đình chuẩn bị vác lô lên. Đến đây thì gia đình cũng đã gần như là hoàn thiện rồi. À, con đường này, con đường mà thầy đã suýt ngã ngửa. Mấy hôm vừa rồi trời mưa lũ sạt lở kia, ở trên này chắc là nghe phải gọi là khiếp sợ luôn. Bởi vì ở ngay đây là ngay bên trên cái đập thủy điện. Và vì mình ở trên cao như này không cản trở bởi bất cứ một cái gì hết. Cái âm thanh nó rất là rõ. Cô anh em chúng cháu làm việc cũng như là ở chỗ nhà của em Dương ở phía bên kia ấy. Ở xa như vậy mà mình đi vào phòng còn đóng cửa vào vẫn còn nghe thấy tiếng rầm 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 rầm. Ở trên này chắc là nghe rất là to luôn. Ây da, chuồng hết hả? Đây cái xưởng đã hoàn thiện hoàn chuồng cho bác ấy. Nhưng mà vẫn chưa có ván bưng ván giải. Đấy, cái này là trước đó thì xưởng cũng có nói rồi, bây giờ ván giải là phải kiếm xong. Chứ còn bây giờ dựng tạm cái này lên trước. Ván giải thì cũng phải đi tìm cây để xẻ. Mình nhớ cây cầu thẳng gia đình cũng đã làm xong hết rồi lên. Sao đấy? Cái này để cao hết xưởng. Ô, học chơi ở đâu à? Đây cả nhà cũng đang cái gì à? Hả? Cái gì mà? Đó đấy. Món gì đây? Gà đông ấy. Gà đông lạnh, gà đùi đúng không? Con này là món này mang à? Hay là phở? Phở. À? Cái này là tôm. Cái này là móc của tôm hả? Tôm nè. Món gì cả tôm. Tôi mượn cái chén một tí nhá. Đây bà con ở đây bây giờ chơi toàn chơi loại này thôi. Này tầm 4 chén tức là khỏi tìm đường về luôn á. Uống thêm mấy đá. Hả? Uống thêm mấy đá. Không nhờ một ngụm một hay là hai ba ngụm? À một chén. Ba thôi. Ba ngụm à? Tưởng là một ngụm một cái này thôi. Chắc là ba chén liên tục là cũng thôi ngất luôn. Ra thử miếng không? Hả? Ồ, hỏi cậu một tí chứ. Ồ. Vừa mới mua lên nhà mới à? Vừa mới mua lên nhà mới à? Vừa mua. Cái bên này thì hôm nọ lên thì Sử cũng có nhắn Sử chuyển cái chỗ bàn ăn cơm, bàn để đựng bát đũa mọi thứ để sao kịp cái này. Lúc nay ông nào đang làm thì đói là lấy ăn đúng không? Đây là em mến cùng cùng em mến chán nước la đúng không? Cái bếp thì Sử cũng có chuyển sau này. Hôm vừa rồi là Sử để ngay cái chỗ trước cửa này luôn này, vẫn ngay đường đi luôn. Chị vừa không này. Sao nào đào cho này xuống được lắm một tiếng. Sao không đào cái này xuống một tí? Sao đào cái này xuống một tí để đập lên? Nhưng mà kia là không là cái nồi cái kiểu không phải đúng không? Hay là không mà mấy hôm nữa đi lấy mấy viên gạch khoảng tầm khoảng tầm 10 viên thôi mà. Để xay xuống xay cho xay để cho nó do bếp nó không trôi ra ngoài đúng không?
Mà cũng để như thế được rồi. Đấy để như thế nào? Chỗ này vẫn chưa đóng xong được. Nhưng mà em đi mà lại đi. Người ta khóa khóa ở nhà. Kiên, Kiên được ông này kinh kỵ bái rồi. Polo lấy bao nhiêu tấm ấy? Hả? Polo này 20 tấm. 20 tấm gì? Cây này lấy được mấy cây to nhỉ? Phê bao nhiêu người bác ấy? Cân nặng nó luôn. Trước bảo là hạ xuống một tí không hạ à? Trước bảo hạ xuống một tí không hạ à? Hạ bảo là cao như thế thì cũng là hạ lúc nào thì có ở bên này có vòng đi thì nó không lên mà từ lúc nào cũng là đi tìm thì lên xây một cái một hàng đá ở đây, xây một hàng đá ở đây mình cũng là lắm chuyện. Bề hai này xuống thấp một tí nước phân cứ nó cũng chảy trôi vào nhà đấy rồi, nhưng mà vẫn làm nhanh đi mà nên không làm được thì tức là làm đang làm vội làm xử là đang vội làm này để hoàn thiện xong cái chủ trại là anh em mua vật nuôi về để cho vợ con ở nhà chăm vật nuôi, sau đó thì bản thân bạn ấy sẽ đi làm thuê để kiếm tiền để con chuẩn bị Tết đấy. Thêm nữa là cái chỗ này làm vội làm ấy thì là cũng không hạ xuống được. Khi cần bán giải bao giờ lấy được? Bán thì cháu mọi người có bây giờ thì bán thì vẫn phải đi xẻ, nhưng mà vẫn có cây chưa? Có rồi đi. Cây gạo à? Cây như cây nào nhỉ? Cây không biết nói như nào. Cây như trắng bên kia đấy. Cây gạo. Gạo. Thì ý là không có tiền để mua xăng đúng không? Lấy khoảng tầm bao nhiêu lít thì đi? Không, bây giờ bao giờ đi xẻ? Thế bao giờ đi xẻ? Không, bây giờ khoảng 5 ngày nữa em sẽ vào, em vẫn đi ra ngoài được. Thế bây giờ ra ngoài này đây? Không đi được rồi, em vẫn khóa ở nhà. Vẫn phải khóa ở nhà? Ờ, thế rồi. Thế hôm nay ra đây đấy? Ra đây thì vẫn không đi ngã ba ngã tư rồi. Không đi qua ngã ba. Nhưng mà chẳng là bây giờ nó cũng có máy xẻ thì vẫn là thê cho người ta xẻ. Xẻ khoảng một mế như một mế bao nhiêu mấy gì. Lại thuê à? Thuê rồi. Thế nhưng cái chỗ này ở đấy thì chẳng là 20 con thì 15 tấn thế thì vẫn chẳng được. Nhưng mà cái này để rộng như thế này thì ví dụ mà nuôi dê thì làm sao nhốt dê được? Không, lúc sau thì vẫn là lấy ván về. Lấy ván về đóng đi ngày vào đóng vào ấy. Không để như thế, để như thế thì để thả dê không đúng như không. Để như thế thì phải nói như thế này các bác. Em Sử là một cái bạn mà cũng rất là chịu khó. Mấy hôm vừa rồi khi mà lên đây trao đổi công việc xong, vì là cái nguồn quỹ hiện tại ấy, nếu mà sử dụng cái quỹ đấy để làm chuồng ấy thì là sẽ hết sạch tiền, là không có tiền để mua vật nuôi nữa đấy. Thì bạn ấy cũng có xin được cây và cũng có chuẩn bị được cây, thì là cũng có đi xẻ cây đi chặt về, mà như ngày hôm nay thì anh em chúng cháu cũng không lên đây được, và bạn ấy cũng đã tự dựng được một cái chuồng kiên cố như này để bây giờ làm. Riêng như cái chuồng này bây giờ vẫn có thể còn nhốt ba con bò to bình thường, nhưng mà tiền thì chắc không mua bò thì chắc mua dê thôi nhỉ. Không, bây giờ thì anh vẫn đi làm thêm nữa, là cả con nữa là không non được dê hơn. Không đây thì đem mua bò thì mua con nhỏ thôi. Mua đứa con bao nhiêu thì vẫn mua con bao nhiêu cũng được. Đấy, dễ tính nhỉ. Thế thì cứ tí nữa xem là hỏi anh kia xem bao tiền thôi, mà trừ tiền kia cái gì nữa. Mấy cái này sao để thò ra này, mai mưa rồi. Mưa nó ngấm mưa lâu ngày nữa chuẩn bị mục à. Bán cá thì bây giờ lấy cá thì to quá thì lúc lấy lên kia đo xong là cắt luôn đi. Cái trên này thế này thì vẫn thuê vào đâu á? Nhưng mà vẫn lấy quá.
cái bộ loại cũng khá là thề cho vào nó con xuống nhé. Thế còn lấy tiêm không? Có hộ tiêm không hay là lên cái lô cũ này? Có lô cũ kia còn có cái tấm nào lành không? Có nhưng mà chắc là nó có lỗi. Có lỗ thì mình bịt được, không sao cả. Nếu mà có bên này thì cũng sao. Ừ. Thế thì lấy bộ lô cũ thôi, không cần phải mua nữa. Hôm nay kiếm được mấy cái cột này là kiếm cố rồi. Thế mới phải làm việc chứ. Cái này thì làm cửa. Hả? Cái này làm cửa. Thôi làm như thế được rồi. Thế chung là mấy hôm nữa mà ra được thì xem chuẩn bị cái làm ván đi. Bao giờ làm hoàn thiện thông thường thì định còn đi mua đấy. Phải mua bò chứ nhỉ? Mà bây giờ thì em vẫn còn đang ngại lắm, ăn đi đi được ra ngoài thì không biết tính như nào. Nhưng mấy hôm nay không biết gì đi được ra ngoài đường mà cũng bảo mẹ em thì không làm em ở nhà thôi. Hôm nọ ở đây nước sông to như thế, ở đây có nghe thấy cái tiếng nước sông chảy đấy kia không? Thấy thôi. À, có nghe to không? Nghe thấy á? Không nghe thấy thôi. Hả? Không nghe thấy, nhưng mà ở ngoài thì nghe, nhưng mà ở nhà ý là ở nhà kín thấp rồi. Nhà kín thôi, như thế là được rồi. Và với anh em ngồi uống rượu đi, vào tiếp anh em đi. Trong ngoài cái chỗ này mình không sỏi nó lại rơi xuống, sửa cái vòi cái bột cẩn thận, nước vẫn cứ để ngấm cái lâu ngày là phải mua một cái bột thêm. Quên mất bên kia thì nó bây giờ không vào bên kia, nhưng nó cũng vào bên này. Biết rồi, ý là mua cái máng ở đây. Ừ, để mai tôi đi hỏi kia xem là bao tiền không, tôi mua được. Quên mất, hôm vừa rồi bảo là mua cái máng này cho nhà xử, nhưng mà quên mất mấy hôm là chạy theo bão nhiều quá. Không nhớ để mua cho gia đình. Đây là có toàn bộ là các anh chị em cô dì chú bác trong toàn họ trong gia đình là về giúp gia đình nhà sử làm cái chuồng, bởi vì là khó nhất là cái đoạn mà vận chuyển pô lô từ dưới đường dưới kia lên ấy các bác ạ. Xe thì không chở được, chiếc xe chở pô lô này là không chở được. Đường rất là sóc, như mà chở nặng thì không lên được, mà chở nhẹ thì nó sẽ bị rất gãy. Các chị em ở đây là ngồi uống rượu xuông luôn. Cái này bán rượu, cái này bán nước lá đấy. Hả? Uống rượu hãm nước lá luôn. Cái kẻ ăn rồi là hãm nước lá. Cái gì nhỉ? Đâu con dao? Hả? Con dao. Em bé đây là con của em trai chưa? Con của em rể. Đây là em rể, bên kia thì em trai thôi. Hả? Con này thì coi em trai, nhưng mà đây là con rể. À, con này thì coi em rể. Em rể hôm trước mình đi trao quà ấy. Đâu rồi? Anh trai đây có bác, không biết là có bác có còn nhớ không? Đây hình ảnh em trai là em rể của anh em xử này. Đây là hôm đấy là đây là em rể. Mấy anh em nhà này là cũng như kiểu có cái duyên là lên ở trên đồi ấy sao ấy. cô em gái thì cũng lên ở tận tít trên đồi cao ở trên kia, mình mò mãi mới lên được trên đấy. Và hôm đấy may mắn là bị đi ra bắt được gặp được em May nhỉ. Có em May đồng hành đi cùng mà leo lên trên đồi trên kia. Là lên nóng quá, con xe máy của em Dương bị chết ở giữa đường. Em báo lưu tàu. Phải ngừng một lúc đi trao quà xong quay về. Ôi trời, may quá, vẫn còn lên được. Đấy. Sao lên lâu chưa? 3 ngày rồi. 3 ngày rồi à? Ủa thế nhà cửa bên kia ai lo cho? Không
có ai đâu. Không có ai. Có ông bằng ấy. Hả? Có ông bằng ở đây. À, ông bà bên đấy ạ. Ông bà bên đấy trông cho. Ông bà trông cho. Thôi thì mình cố gắng hộ anh trai làm nốt cái chuồng xong nhỉ. Hôm nọ thì cũng như này các bác, cũng là cái qua những cái phim anh em chúng cháu chia sẻ thì được các bác và các quân quan tâm và trong đó thì là cụ thể là các bác trong nhóm Thái Chân Như ấy biết đến và gửi và khoản hỗ trợ để giúp đỡ cho gia đình. Thì ban đầu anh em chúng cháu không biết được, không biết là bạn đấy là nhà ở đâu và như thế nào. Lúc đấy thì em dẫn con đi qua nhà em xử và hỏi em xử là bạn đấy là bạn nào, thì bạn ấy mà nói là đấy là em gái của em, là nhà ở tận tít trên đồi trên kia. Ôi rồi ôi, hôm đấy đi vừa sợ mưa chứ, đường đấy mà đi mà mưa một cái là thôi rồi, khỏi phải về nữa, tức là bỏ xe là đi bộ về rồi. Kia mà đi xe mà chỉ có lăn thôi, và cũng phải cái thời gian đấy nó cũng mưa nhiều nữa, đá đất đá ở trên kia cũng sạt lở cực kỳ là nhiều và cũng là trôi xuống. Và ngày hôm nay thì hiện tại cũng là bạn này là cũng vừa khỏi tư hay sao này, khỏi cữ rồi hát bu lì lắm bu lì hả tới thì còn không có cứ được 10 ngày rồi. Được 10 ngày rồi. Nhưng mà khỏe khoắn như này như vậy. Đứa này là được cái gì mấy tháng rồi nhỉ? Được mấy tuổi rồi nhỉ? Tú Ninh à? Hơn 1 tuổi. Lại đẻ nữa rồi. Không đẻ nữa đâu nha. Đẻ thế rồi. Vất vả lắm. Đâu đứa lớn đâu. Tú lo đi. Không bệnh à? Không bệnh không à? Không bệnh. Cái đứa này được nhưng mà được có hơn 1 tháng lôi ra đây còn cái gì sống à? Ít lì. Ít lì nữa à? Ít sổ thế thôi. Thế vào tớ ít lì. Nhưng mà tóc dày nhỉ? Tóc đen xì luôn. Vừa cắt rồi. Hả? Vừa cắt rồi á? À. Hôm nay là anh em họ hàng trong nhà là có mấy anh em tuột là lôi nhau ra đây hết được nhỉ? Vâng. Thế nhà bên kia ai trông? Chồng à, thằng em trai là không sang đây à? Vâng. Ô, xử mày sống kiểu gì mà thằng em trai nó không sang không mày ơi. Hôm qua nó đi ở nhà chú ấy, nhưng mà nó đi làm ba ở nhà chú, nó về thì nó xài rượu. Đi xem là cái nhà cũ chưa? À? Đi xem là cái này nhà cũ chưa? Trời ơi. Hả? Đợt đấy mà ở lại em cớ ở nhà thì vẫn em cấn ở nhà thì vẫn em không biết phải không? Không biết đâu. Sử mà ngày trước mà làm nhà ở cái làm nhà ở cái chỗ này nhà cũ kia, bây giờ lại phải làm nhà mới tiếp. Ờ thế rồi. Đúng không? Mất tiền công luôn mà. Cả công còn không tính ấy. Nhưng mà không tính luôn. Nhưng mà thế thì cũng thanh. Mà còn chưa xuống hết đấy, vẫn còn xuống nữa. Mưa nữa là còn xuống nữa. Nhưng mà ông là không làm thì được. Đấy, thấy chưa? Nghe lời tôi cũng phải đúng không? Có sai không? Làm xong thì nó khó đấy. Làm khó thì đúng rồi. Mất tiền không đến lúc đấy là cũng còn tìm mà làm nữa. Bởi vì là cũng ngoài cái tiền các bác có hỗ trợ thì gia đình là cũng có phải tự vay mượn và cũng như là đi kiếm cây khắp mọi nơi làm được cái căn nhà như ngày hôm nay. Vì nếu không là giống như em Dương có tiền có nói là nếu như mà nhà của Sử mà làm bên kia mà hai đợt, một đợt là sạt lở còn một đợt là cũng lở từ trên xuống và cây đổ xuống ấy, thì bây giờ lại nhà cửa hoàn toàn không có chỗ mà ở luôn. Thế thôi bây giờ mọi người cứ ngồi giao lưu đi nhá. Vâng. Ok mà chào nhá. Thôi nhá. Ok. Bye bye. Thế các bác, ngày hôm nay thì anh em chúng cháu cũng có lên đây và cũng chia sẻ một chút về cái chỗ chuồng trại của nhà em Sử như thế. Hiện tại là Sử cũng đã cơ bản là đã hoàn thiện được tầm 80%, bây giờ vẫn còn một số cái ván bưng. Bởi vì để làm chuồng bò ấy, thì vẫn phải có những tầm ván bưng xung quanh nữa. À nhập chuồng dê. Chuồng bò thì như thế này là lan can như thế là cũng được rồi, nhưng mà chuồng riêng chuồng dê là nó hơi rộng. Và thêm nữa là những cái tấm ván giải bên dưới ấy, thì vẫn là đang thiếu. Thì Sử đang hiện tại đang kiêng không đi ra ngoài được, tức là không đi ra các ngã ba được, mà chưa đi xẻ cây được. Mấy hôm nữa Sử đi ấy, thì Sử cũng có cần đến những xăng dầu thì em Dương cũng sẽ lúc đấy cũng sẽ trích quỹ ra để hỗ trợ cho em Sử sau. Còn bây giờ thì cũng khá là muộn rồi, chắc có lẽ anh em chúng cháu xin phép được dừng video này tại đây. Xin hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo ạ.